Thứ tư trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Lời Chúa: Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật. Hiến luật điều 68:4. Tông đồ bằng sự hiện diện trong sáng giữa lòng thế giới, mau mắn ra đi chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho mọi người, sẵn sàng phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn và chân thành, hoàn toàn tín thác vào tình yêu thương quang phòng của Thiên Chúa. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay phác họa cho chúng ta khung cảnh thật đẹp, có chút thơ mộng của nắng chiều và những giọt sương của sáng sớm. Trong khung cảnh đó, diễn tả hoạt động ngày sống của Chúa và các môn đệ, bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu cùng các môn đệ đến thăm mẹ của hai người bạn trong lúc mẹ đang bị ốm nặng. Cuộc viếng thăm đã thể hiện tình yêu thương chân thành của tình thầy trò, của các môn đệ dành cho nhau. Chúa đã bày tỏ tình thương và quyền năng của mình qua hành động, cử chỉ nhẹ nhàng, không ồn ào, não nhiệt, nhưng mang vẻ thầm kín và ẩn khuất. Giờ này đây, chúng ta cần nhìn lại xem mình đã phản ứng như thế nào trước những điều tốt lành mà người khác đạt được, hay những thái độ trước những sai sót của người khác. Hiến luật điều 68:4 cũng mời gọi chúng ta trong những lúc chúng ta làm việc hy sinh, âm thầm giúp đáp người khác. Chúng ta học cách của Chúa, đó là cần làm với cách thầm kín, khiêm tốn và chân thành, nhưng mang lại niềm vui lan tỏa. Phải chăng chúng ta cần thực hành những công việc cụ thể để diễn tả tình yêu thương của mình dành cho người khác? Đó là cách thức ta mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác như Chúa đã làm. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con cần biết cho đi bản thân, sức khỏe, thời gian để có thể giúp đỡ và đến với người khác. Xin cho chúng con mỗi ngày biết xây dựng tình người qua sự quan tâm, giúp đỡ người bên cạnh, và biết bày tỏ tình thương của Chúa cho những người xung quanh. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống, hôm nay chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm sẵn sàng giúp đỡ chị em làm một việc hy sinh bác ái với lòng khiêm nhường, ra đi chia sẻ tình thương với những người bất hạnh.